Từ ngày mà cô làm việc này là 30 mấy năm mà làm là toàn là chuyện hòm tới không đó. Còn bữa lên cái bệnh của ông cơ trên chư thần phải nhiều, ông ba bánh mì làm đâu được, cái giò nó sưng bên đây mày biết không, nó bự chà bá vậy nè, còn cái giò bên đây nó chắc không bằng cái giò của nhỏ này, nó sưng cỡ này, còn bên đây cái giò bên đây chắc mà lớn vậy nè, nó đứng lên nó chống lạnh mà cái giò nó gượng, mà nó chống lạnh với ông ba bánh mì nói nó trong hồn chết rồi. Mày biết tao ở đâu về đây, cái cô lúc đó cô đang quét rác ở trên đó bị chuyển về dẫn cô quét rác cô quét vậy nè, cái cô kéo cái vỏ, cô nói trời ơi rác ở đâu mà nó lên cái vỏ bự dữ trời, trong khu anh kia chi dữ vậy, cho mày không mua vô bên đây, cái nó thấy con nó quỳ xuống, nó quỳ xuống, nha ông ơi ông cứu con đi, chứ giờ ta hại con vậy, mà người đó hại con mày nói là tao lại nãy xuống tay rồi là không ai cứu mày được, cái nó vậy là thầy nó gọi đầu nó, thì mày bây giờ thôi vợ giờ cha mẹ già mà bà già thì đã mù quá không biết mà bà mù luôn, mà hai anh em đó thì ở dưới Đồng Nai á, cái tội nghiệp ông ba anh mì cũng lên ông khấn ông nguyện ông cũng như là lên đó cậu cứu thôi, cái cô mới nói vậy, cô nói thôi giờ em thưa với anh ba thôi, giờ anh em mình đã chung trong cái nội bộ này thì bây giờ góp sức góp tay vô làm, mà cả đi bà hôm tôi thấy ông quần nó quá tờ, mà nó quần ông không sao quần nó không lợi, mà lên tới đây mà nó còn chống nạnh với anh nữa thì thôi giờ để nó ngồi trên bàn thờ mẹ luôn đi, thấy không, thôi giờ cứu đi, nói tôi nói nếu anh cứu, anh nói lại rằng này cứu với ông, nhưng mà tôi nói với anh là tôi làm một lần thôi nha, chứ tôi không có tái khám lần thứ hai, tôi không phải bác sĩ, nhưng đây anh em mình nằm trong nghề thì cứu với nhau, tôi mời anh ngồi qua bên, rồi xong cái ông đệ tử của ông cũng vậy nữa, cũng không làm được luôn, rồi xong rồi con bé nó phóng vô nó phun cái miếng nó làm giò sẹp liền, cứ phun cái miếng làm tại chỗ luôn, làm tại chân cho thằng luôn, lúc mà sẹp là thấy ngõ thấy liền luôn hả? Nó sẹp từ từ xuống, rồi mấy cái hình mà nó nằm trong giò nó hiện lên, mấy cái binh đó nó nằm trong này nó hiện lên, thằng tài xế nó thấy nó bỏ nó chạy luôn, mà hai thằng anh nó bự như thằng Thanh vậy mà cổng lên cái dốc mà cổng không nổi đó, nó nhiều quá đó biết không? Rồi giờ hết rồi, khỏe rồi. Mọi đừng có nói nhã nữa, vô ngồi niệm Phật đi. Không có, tại vì á đang nói chuyện với cha trên trời. Có thấy không mà nói? Thấy. Thấy ở đâu? Thấy trên trời á. Trên trời tao hù sao thấy? Ở đây tao bốn mắt tao còn chưa thấy nè. Thấy qua con mắt. Không đâu. Ôi xin mẹ à. Sibi ya beli jam mana kau bersih ya? Chị nói chuyện với cha. Không, cái phần này mà hết mà hồi phục lại sức khỏe lại thì cũng đi làm việc được. Nhưng mà làm việc cũng như nhẹ nhẹ vậy thì được. Chứ còn lại làm những cái chuyện mà bự bự lớn lớn là không được. Tự nhiên cái phần người ta học có tới đó, người ta làm tới đó thôi. Chứ còn làm nữa là không có. Ôi Sibi, ôi Sibi là Sibi ya. Đúng rồi, nhưng mà cặp nhãn này chưa có cho nhìn được, chưa có nhìn được cái người đó như thế nào, và nhìn người ta trong người ta học mấy chữ đó. Mà ta học từ đâu, thầy là thầy dạy ở đâu, rồi làm này không phải dễ ăn đâu, nó mà học được ba cái thì không, bắt đầu là đi ngang là nó quánh ngang ngang, nó thấy người nào mà nó không gần vừa mắt là nó búng cho giò, nó búng cho mình, nó búng cho này, nó búng cho kia vậy đó, chơi kiểu đó đó. Tại vì nói chung là cái căn bệnh này thì cũng đã lâu rồi, từ lúc mà chưa biết tới giờ thì cũng đã hơn mấy năm rồi. Thì để lâu quá thì đương nhiên nó ở chổng nó không có ra được. Bây giờ con nói với cái ông cụ mà ở trên cái sóc của cô này nè, ở dưới quê á, bữa nay con đến đây con cứu cái phần trong người cô này trước, sau con diện kiến ông. Thì bây giờ ông yếu, ông làm không lợi nó, thì bây giờ con đã đẩy cái phần dơ này trong người ra rồi, bây giờ ông theo làm muốn chuyển làm sao cho cái xác này ăn. Và con xin mẹ ba sơ này hồi xưa tu mà vì già quá bệnh mà không có chỗ nương tựa mới đi theo cái xác này luôn. Thì bây giờ con đã đến đây, con làm hết đây công trình đó, đó đây bốn cửa, năm tây năm bắc ha. Có các vị ở đây. Hôm nay con gửi lại hai cái phần đi theo cái xác này và con gửi lại cái xác này chuyển làm sao cho cái xác này tỉnh táo là cái thứ nhất. Cái thứ hai là không có nhảm, cái thứ ba là không phơi nắng và chuyển cho ăn được, cho khỏe và có cái đề kháng. Thì ông với Mai Sơ này mới mượn được cái xác này mới vô đây, ở trốn trong đây để mà dìu dắt cái xác ở đây để mà nghe. Và
và học và sửa và làm những chuyện tốt nha. Tôi nói trước, còn nếu mà hứa với tôi mà làm không đúng ha, tôi kiểm tra mà không được ha, lúc đó đừng trách nói tại sao tôi không nhắc nhở nha. Ở đây tôi nói chuyện đây là theo quân pháp nha. Ai suy mày à, làm như mà lịch sử mày đi à? Chuyện mình đi có biết chút mà là ở sự mày đi à, lịch sử à? Nói đúng ra thì thật sự là cái xác này á thì thèm thuốc dữ lắm. Mấy lâu nay cũng đã bị hãm hại rất là nhiều rồi. Bỏ cái câu đó đi, đốt bỏ cái câu đó đi. Thì hãm hại thì nói hãm hại chứ sao đốt bỏ được. Hãm hại thì người ta bây giờ người ta đã gặp nạn rồi. Chứ không phải người ta hại mình mà người ta được cái sự vui vẻ thoải mái. Nhưng mình đừng có để nó trong tâm mình nữa. Nếu mình để thì tất nhiên mình còn oán hận cái người đó. Không phải, không phải là oán hận, bởi vì người đó không có xứng đáng mà ta nói tới. Bởi vì người đó thì sắp sửa rồi, ta đâu có nói tới làm gì. Bởi vì con người ai rồi cũng chết đi, nhưng mà sống tội lỗi quá, ác nhân thất đức quá thì tha thứ thì sao? Người ta gieo nợ thì người ta lãnh cái nợ đó. Còn mình bây giờ không nhớ tới cái chuyện đó nữa. Bây giờ mình cứ lo cái công việc của mình, lo nhiệm vụ của mình, lo sức khỏe mình. Để cho cô bác anh em ở đây người ta tới luôn, người ta nhìn người ta khen. Chứ bây giờ dẫn xác về đây mà để cái xác như vậy, người ta nhìn vô ta nói ủa sao đi mà để cái xác như vậy, người ta cười. Thà cô đi một mình cô thì không sao, bây giờ cô đi chung người này người kia với cô lên cô ở đây nè. Làm như vậy người ta nhìn vô đây người ta nói sao bao nhiêu người sao nhìn thấy ai cũng thấy thương mà có cái cô này tội nghiệp. Tất nhiên người ta bị lây, đúng không? Ở xí mình đi ra mà đi xí mình đi cao bà lại xí mà ở thương mơ chung mà nè. Nó giờ cái mặt khác lại hơn nãy không Thanh, cái khác không Thảo. Lực vô mạnh quá mà. Ba ngày nữa tôi thả hồn ra tôi kiểm tra cặp nhãn của cô trước, xong rồi bắt đầu cô cho cô thấy thấy nó đi hỏng giò vậy nè ha. Lúc đó cô đừng lúc đó ngồi đó nhảm nha. Ôi xì mình đi con bay xì mình đi con bay xì mình đi con bay xì mình nè. Ở đây tôi nói có bá quan văn võ nè, có đông tây nam bắc ở đây làm chứng nè, chứ có chư thần chư thánh ở đây chăm họ đều nghe hết, chứ không phải mình tu với bốn người này nghe đâu. Tôi nói cho cô biết vậy đó. Ôi xì mình đi con bay xì à, mà đi con bay xì mình đi con xong mà đi con bay à. Nó mạnh quá nên vô không được, bây giờ vô đừng nói nhiều á.
Bé bé đi lên điện Tù Lâm rồi, điện đi Huế rồi nè, bé đi về Bạc Liêu rồi nè, bé đi về sắp cho Sài Gòn rồi nè, nó bé đi nhiều chỗ lắm á. Xin mình đi qua Malaysia, mình đi qua Malaysia, lưu chung mình đi qua Malaysia. Nhìn thấy thấy cái bạn áo đẹp gì không? Đó. Bé lộ lộn chơi thì Tù Lâm nè nè. Thấy mấy bên đưa lộn mắt. Đây bé mặc đồ người lớn rồi nha. Đó gì bé xin mình đi qua Malaysia, lưu chung mình đi qua Malaysia. Chứ chúng điều giờ là khóc con mẹ thiếu à. Ồ, giờ là trưởng thành rồi đó. Bé lớn rồi mà. Chứ bé tao còn nhỏ nữa. Lớn rồi có gì khác lạ không, vui không? À, lớn thì cũng độ nhiều. Dạ vậy thôi à. Mình đi qua Malaysia, mình đi qua Malaysia, mình đi qua Malaysia nè. Là bé chỉ biết là đi cũng độ nè, đi ăn trộm thôi. Ba hai điều đó thôi. Thì về Malaysia, mình đi qua Malaysia, mình đi qua Malaysia, mình đi qua Malaysia nè. Nhiều đồ lắm. Nhưng mà đồ đó đâu có chơi được, xài đâu. Mình đi qua Malaysia, mình đi qua Malaysia nè. Nó xài được đâu mà hỏi. Thấy đâu mà bìa mà hỏi. Chỉ có mình mẹ cho bé thấy thôi. Là đi uống là quýnh mấy người làm chuyện xấu á, làm chuyện tàn nhẫn á, biết không? Rồi đồ đạc á, chủ đói á, bé nói không phải mình đừng làm vậy. Mình vô cái mình kính cẩn xin chào. Xem mê có bê lê xin, mê có bê lê xin, mê có bê lê xin, mê có đề lý gì. Cái mình vừa chảo mình ngã ngang, cái mình thò vô bụng, mình quốc ra. Vậy đó, tại trên này mình làm bộ mình đưa vậy nè. Sao mình chọn ra, mình còn thảo ai, mình có ra mắt gì. Cô bé cầm cô Ocimia, Ocimia, Cabalicia. Mô phạt con thua con đỡ Trường Ba. Con ở Trường Ba á. Tiền Giang. Mô bà con ở Trường Lan á. Bé này bị đớt. Dạ, con bị ngọng chứ không có bị lớp. Đớt thì khác. Dạ. Còn cái này ngọng nhiều mà. Hả? Tức là con hỏi có đi chung không? Nếu không có tên gọi là cái này. Cái này là người quen. Con người quen á, con người quen người chung. Năm ở niên dưới à. Ôi xin mẹ nè, mẹ nè, xin mẹ nè, mẹ nè, mẹ nè, mẹ nè, mẹ nè, mẹ nè, mẹ nè. Xin mẹ nè, mẹ nè, 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 xin mẹ chắc chắc ngày càng lớn thì chắc võ công của bé ngày càng cao đúng không? Võ công là không biết. Xin mi đi Malaysia, mình đi qua Malaysia, mình đi qua Malaysia mà nó. Ở xin mi ở Malaysia mà đi qua bên Chiang Mai. Là mình bự người ta coi mình lớn người ta mang ít dù. Xin mi đi qua Malaysia, mình đi qua Malaysia mà nó. Ở xin mi đi qua Malaysia. Bé cao à. Lúa mai nhi à. Ở xí mình đi qua mà lại xin mi. Khi mình đi đó chứ không phải từ tay đâu. Ở đâu đây ạ? Đây nè. Ôi xin mình nè. Còn cái hai cái cậu đó có được nhắm mắt không? À, ngủ hả? Đúng rồi. Tối, chút nữa tại giờ thì ngủ. Tới giờ. Ở xí mình đi, lịch xin mò, lịch xin mò nào gặp mình. Đúng rồi là nhắm mắt. Anh mình đi gặp ngủ. Đúng rồi. Bé mà nhà mà ngủ là bé nói mẹ ơi, bé nhắm mắt cái bé nằm liền à. Bé ngủ đúng cách đó bé dậy chứ không có được người dạy nhiều ngủ như người ta. Ở xí mẹ đi, ở bên chú mà nó có bên chú mà nó. Mẹ ngủ bé mà. Bà lê xí mẹ nè, 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 bà lê xí mẹ nè. Nào mà khổ ha, mà có canh là bé đem về bé cho hết á. Đã đặng người ta ở có vàng ta ăn ta niệm Phật. Rồi người ta niệm Phật gì nữa. Nhưng mà có nhiều người niệm như vậy nhưng mà cái miệng chứ cái này nó thôi chứ còn cái này không có. Bé thấy trên này không có. Thế rồi Tết này thấy đi làm chị Thảo có nhiều may mắn gì không? Được cười không ạ? Bé thấy được cười không ạ? Tại vì anh Thảo với anh Khanh nói là thôi mình lên đó đóng lô đi đặng kết coi có show nào không đặng kiếm tiền đặng về quay kết. Đúng không? Đã đúng sự khương khắc không? Dạ. Cái gì mình nói sự khắc đi. Tức là nó lên đây đóng lô. Mô bạc. Để quay YouTube. Không phải, bé không biết cái câu đó, bé chỉ nói là bây giờ hai anh em mình hợp tác lại.
lên đây kiếm chỗ nghỉ ngơi ngã lưng, rồi xong rồi mình kiếm chỗ mình đi đặng quay đặng kết này đặng có tiền tiền về đặng khai mở cái kết đó coi đúng không, chứ chứ còn lúc như mấy cái tháng chăng rồi bà thôi thì không quay xong về thì mệt quá rồi. Ôi xin mày đừng có cái cười gian dọng đất trời không để con nhận gặp bé là vui quá. Nhưng mà ôi giời ơi, thằng Thảo với thằng Tết thì có mùa xuân gì không? Bé khó khăn, thấy hai có đồng bạc sai về gửi á. Cái gì? Hai đồng bạc sai gửi á. Sai gửi về. Ở sai về đó. Vậy hả? Qua cái chân này nè. Bữa nay là trời dầm mà nè. Hai giờ nữa. Hai giờ nữa là không biết có gửi kịp không chứ còn. Còn nếu mà lên nữa là đồng cơ đó gửi về không kịp. Xin mời đi qua Malaysia. Cho phép bé qua bên này có chuyện ha. Rồi cái này chờ chẳng á. Ôi xin mời đi.